Mẹ anh là bán là nay cũng gần 40 năm. Tại vì anh bán nay là 17, 18 năm rồi. Thì từ lúc mà bán ra thì Sài Gòn chưa bán hết, chỉ riêng một mình ở quán anh bán thôi. Tại bây giờ bán tổng hết là cỡ 100 mấy ký, 100 mấy 200. Còn mà cái lúc mà đang hot á thì ngày anh bán được 300 400 ký. Nước chấm thì mấy chỗ khác không ăn không bằng nước chấm anh đâu. Hành gần, tỏi thì ít thôi. Tại vì tỏi nhiều quá nó sẽ làm cái nước mắm mình nó bị lệch, nó ngon không ngọt bằng cái của hành tím với hành gừng của mình. Nước mắm này là của mẹ gia truyền thôi. Trời mưa tầm tã mà khách cũng vẫn đội áo mưa từ ở trên Củ Chi hoặc là Bình Phước gì đó cũng vẫn chạy cũng tới đây mua. Cái đó mình cũng vui, ta phải nhìn mặt mình cho bằng được. Tài phá lô dịch 105 Bùi Minh Trực phường 5 quận 8 ha. Mình đánh từ 2 giờ chợ nhất là 10 giờ. Bữa nào mà khách không yêu mến thì mình có thể ngồi tới 10 giờ. Còn quý mến nữa thì sẽ ngồi sớm hơn 7 giờ 8 giờ không chừng. Tại vì mình đánh bữa nào hết bữa đó. Chứ để đồ qua ngày nó sẽ không ngon. Tại bây giờ bán tổng hết là cỡ 100 mấy ký, 100 mấy 200. Còn mà cái lúc mà đang hot á thì một ngày anh bán được 300 400 ký. Thì từ lúc mà bán ra thì Sài Gòn chưa bán hết, chỉ riêng mình ở quán anh bán thôi. Ngày xưa thì bán rẻ hơn nhiều. Nói chung ngày xưa bán không đủ đồ giống vậy đâu. Ngày xưa thì mình phải đi lụm, đi qua bển phải móc từng cái, nó không sướng như giờ. Bây giờ thì xe là chở tới, khách vô với quý mến mình cái kiểu vậy, giống như là cái vị mình nấu nó dễ ăn với lại bán hợp túi tiền. Mình nấu mỗi ngày thì chắc cũng không hơn ta. Nhiều đôi khi cái vị của mình nấu thì nó dễ ăn hơn thôi. Giống như là khách đang quen cái vị ở đâu thì ta chịu ở đó. Mẹ anh là bán là được ha, bắt đầu tới anh bán là nay cũng gần 40 năm. Tại vì anh bán nay là 17, 18 năm rồi. Nước nếp thì nói chung là ở đâu cũng có hết, chứ không phải chỉ riêng quán anh. Nước chấm thì mấy chỗ khác không ăn mà không bằng nước chấm anh đâu. Hành, gừng, tỏi thì ít thôi. Tại vì tỏi nhiều quá nó sẽ làm cái nước mắm mình nó bị lệch, với lại nó bị tanh, nó xong ngon không ngọt bằng cái củ hành tím với hành gừng của mình. Nước mắm này là của mẹ gia truyền thôi. Nói chung ra làm cái gì cũng phải cực hết, mà yêu nghề vì yêu nghề chứ giờ mình buôn bán cũng vậy, mình bán cũng như mình ăn, nên mình cứ đặt cái tâm mình vô cái nghề của mình là được. Đây một cái gốc tư thịt này là 60 ha, đùi hay cánh gì cũng như vậy luôn. Còn cái bọng xương này thì 10 ngàn, đầu cổ thì 15, còn cánh này á, cánh nhỏ này thì 5 ngàn, còn cánh lớn này thì 15 ngàn, chân thì mình tầm 5 ngàn, còn ruột này á mình ăn 20, 30, 50, 10 ngàn cũng có. Huyết miếng này thì 3 miếng 5 ngàn, bộ lòng này thì 20 bộ, huyết nhép thì ngổ 20, nửa ổ mình cũng có bán ha. Tại có nhiều khách vô ăn á, người ta có 1-2 người cho nên người ta muốn ăn thử, cho nên mình phải bán phân nửa hoặc là một gốc tư. Nói chung là tùy theo ý khách, muốn ăn nhiều hay ít gì vô thì mình bán theo ý khách thôi. Bán nhiều khi đông á, chỉ đứng gấp giờ cắt thôi, lo không đầu vào cái công việc á, tập trung vào công việc cho nên mình cũng không để ý với khách nhiều lắm. Cho nên khách ai mà yêu mến lỡ cái gì mà không để ý tới khách thì mong cái khách bỏ qua giùm nha. Người có thể là ăn là 200 ngàn, 500-600 ngàn là chỉ có đi một lần một gia đình, cho nên mình bán giá nó cũng hơi mềm tí, muốn lấy cái giá cỡ đó cũng có đâu. Có nhiều khách mưa cái đường này chưa nước ngập á thì có nhiều khách cũng vẫn yêu mến, nước ngập ta cũng vẫn chạy vô ta mua. Trời mưa tầm tã mà khách cũng vẫn đội áo mưa từ ở trên Củ Chi hoặc là Bình Phước gì đó cũng vẫn chạy xuống tới đây mua. Cái đó mình cũng vui, ta phải nhìn mặt mình cho bằng được. We'll be right back.